Bộ này thì thằng Auto sẽ bán với giá 29 triệu 500 nghìn. Anh em đầu tiên là quan tâm đến cái giá nhé, để xem cân đối xem là kinh tế của mình nó có phù hợp không. Và cái thứ hai nữa là anh em quan tâm đấy là cấu hình của cái bộ này như thế nào. Tại sao nó 29 triệu 500 nghìn? 29 triệu 500 nghìn anh em được cái gì? Được hai món. Một là đôi loa của Mỹ, sạc Vinvega LS12. Cấu hình của cặp LS12 thì nó sở hữu bass 30. Đấy, các bác nhìn loa bass 30. Đấy, thùng thì nó rất là to cao. Dòng LS thì thường nó làm thùng rất là cao và to. Còn con âm ly thì là âm ly của Nhật. Và con này thì là con Marantz PM84. Con âm ly rất là nhiều anh em ưa chuộng. Đây là cặp LS12. Đấy. Thì với cái cấu hình này thì thực ra cái phối ghép thì nó rất là nhiều, nó muôn hình vạn trạng, nó rất là nhiều kiểu phối ghép. Và cái phối ghép thì nó liên quan đến rất là nhiều cái gu nhạc của cái người ghép, tức là của em. Bởi vì mỗi anh em làm âm thanh thì đều có những cái trải nghiệm riêng và đều có những cái gu nghe nhạc riêng. Tuy nhiên thì vẫn phải đứng theo phương diện của người nghe, đặc biệt là phương diện của người bán, của người mua hàng ấy, của người sử dụng, thì sẽ đưa đến một cái cấu hình nó phù hợp nhất. Con PM84 này ấy, thì thực chất là với cái chất âm, với cái công suất của nó thì anh em hoàn toàn có thể ghép với những con sạc Vinvega AT15 hoặc D9 nhá, bass 40 luôn. Anh em có thể đánh thoải mái. Còn tại sao mà em ghép cái này? Thì bản thân thằng LS12 ấy, cái sạc Vinvega LS12 ấy, thì nếu mà đánh mà xem ấy, đánh âm ly mà xem công suất ấy, thì khả năng với tai của em, tại vì em là một người rất là thích nghe tiếng bass, thì nghe nó vẫn cảm giác nó chưa chưa đủ đầy. Thực ra thì với những anh em nhìn chung thì các bác chơi dòng 64 hay 54 các bác có thể ghép được con này rồi, các bác không lo về công suất nhé. Em chia sẻ rất là chân tình cho các bác này. Kể cả các bác đang có con Marantz 54, các bác vẫn hoàn toàn có thể yên tâm đánh con LS12 này. Đấy. Nhưng mà em muốn đánh con này bởi vì cái gu nhạc, mà nhất là những anh em mà thích sạc Vinvega thường sẽ thích dòng bass nó nặng. Thì đánh 84 này thì tiếng bass nó lên cực kỳ sâu luôn. Đấy. 84 thì nó là 84 và 74 là hai dòng class A anh em rất là chuộng. Đặc biệt là với những cái con sạc Vinvega hai lỗ thở, các bác nhìn nó hai lỗ thở đằng sau ấy, thì đánh âm ly mà càng dư công suất là tiếng bass nó càng căng, hơi ra càng đầy, nghe rất là phê. Cái này công suất tiêu thụ nó là 320W điện 100V, hàng Nhật nội địa chứ không phải Nhật xuất các bác nhé. Hàng đương nhiên là về tay em thì trước khi đưa lên sóng là thứ nhất là test, mà trước khi em xuống tiền em mua em ôm hàng về là em cũng phải check, em check đủ mọi kiểu luôn, tháo ra xem nhìn hàng nước có chất không, chất bãi, chất bờ như thế nào, rồi linh kiện nước nó như thế nào, rồi sau đó bắt đầu kiểm tra test chứ, xong rồi phối ghép một số con âm ly ở shop, một số đưa vào shop, cảm thấy bộ nào nó ưng và nó khuôn tiền thì em sẽ đưa lên cho anh em chiêm ngưỡng và anh em thẩm thấu, anh em thẩm âm. Đấy, anh em có nhiều cái sự lựa chọn. Đấy. Và cũng đưa lên những cái combo tầm tiền như này ấy để thực ra cũng cân đối lắm, tại vì như bọn em làm thì bọn em biết là với cái tầm khoảng 29 30 triệu thì anh em có rất là nhiều lựa chọn, và những cái cấu hình lên như này thì nó có ổn không. Đấy. Anh em cứ đi nghiên cứu và sau này nếu anh em tự phối ghép anh em sẽ thấy những cái combo này nó rất là vừa phải, nó rất là vừa miệng, hợp lý luôn. Còn những cái video test như này thì ra chất âm khi thu qua điện thoại, em toàn quay bằng điện thoại, toàn quay bằng iPhone thì chưa chắc nó thực sự là nghe lại chẳng bao giờ nó giống được như ở ngoài cả. Em nghe đi nghe lại nhiều rồi nhưng mà cái tiếng thu nó không chuẩn được. Anh em nào có điều kiện thì qua trực tiếp là hay nhất, anh em mình ngồi nghe thực tế, xem xong ok.